Nè, quý cô chú chị này, rất là kiên trì nhá. Còn mấy viên là em kể từ ngày em uống cái sản phẩm ở bên anh gửi tặng em á, thì em có thể em chia sẻ thật nhé. Em không cần nói tốt về sản phẩm của anh đâu, em cứ nói thật đi. Phải là em nói thật chứ. Ở Đồng và Phạm Tấn mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng và Phạm Tấn. Hiện tại thì hai anh em đang có mặt ở tỉnh Đồng Nai. Hôm qua thì Đồng nhận được cuộc gọi từ chị Dinh, nữ ca sĩ hai đầu, được bà con đặt rất là nhiều biệt danh khác nhau. Chị Dinh có thông báo cho Đồng về kết quả cuối cùng mà ở bệnh viện U Bướu đã kết luận cho chị. Liệu kết quả là tin vui hay tin buồn gì đây? Và để thông báo tới quý cô chú chị á. Thứ hai nữa là trong khoảng thời gian vừa qua thì chị Dinh cũng rất là tích cực uống sản phẩm của Đồng với Tấn tặng. Và không biết thì hiệu quả mang lại như thế nào ha. Bây giờ thì Đồng và Phạm Tấn kính mời quý cô chú chị cùng đồng hành cùng Đồng và Phạm Tấn ở video này để xem hiện tại thì chị Dinh là như thế nào, liệu căn bệnh có còn được cứu chữa hay không ha. Lần trước thì anh Đồng, lần trước là chị Dinh bảo là bệnh viện đưa ra kết quả là như thế nào ta? Nói chung là ác tính hả? Bướu ác, ăn vô phổi. Mà hôm qua thì chị Dinh có gọi cho Đồng nói là hôm qua đã làm những cái thủ tục xét nghiệm cuối cùng ở bệnh viện U Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì Đồng tới thăm thì cũng rất là hồi hộp á, hồi hộp chờ đợi xem kết quả cuối cùng là như thế nào. Và xem cái phản ứng của sản phẩm mình gửi tặng cho chị Dinh á, là như thế nào ha. Đây là giấy trọ nó quen thuộc này. Hôm nay thì là ngày thứ nên bà con ở đây thì hiện tại đi làm hết rồi. Chị Dinh thì nghe nói cũng là mới về quê lên. Có khi nào chị Dinh mở nguyên cả cái công ty không? Chị Dinh đã từng nói với Đồng á, sau khi mà từ có chết trở về á, nếu mà uống sản phẩm của Đồng và Tấm tặng á mà tốt thì chị Dinh muốn đồng hành cùng với Đồng và Phạm Tấn để lan tỏa sản phẩm này tới nhiều bà con hơn á. Thì không biết, thì mình cũng chưa biết là kết quả như thế nào. Kết quả là chị Dinh sẽ uống như thế nào. Hôm nay thì vắng vẻ ha, bà con đi làm hết rồi. Mới qua hai nhà. Cái giấy trọ này trước là chị Dinh chia sẻ là ở đây thì giấy trọ của công ty tài trợ cho công nhân ở, không lấy tiền. À vậy à. Không biết là có ở nhà hay không nữa, hay đi đâu nữa. Hello. Wow. Đây. Trời ơi, mới đi đâu vậy hả? Chị ra đây chị. Đi làm giấy bảo hiểm á. Đây, hôm nay ăn mặc kiểu eo thon như ta. Rồi chào mẹ đi. Dạ, chào mẹ Đồng. Ni hảo. Dạ. Ni hảo. À, xin chào. Hôm nay thì quay trở lại thăm em á, để xem tình hình sức khỏe cũng như là em có thể thông báo. Xíu nữa thì em thông báo cái kết quả cuối cùng mà cái hồ sơ bệnh án mà em đã xét nghiệm ở bệnh viện Ung Bướu cho quý ông bà biết á. Thì mấy bữa nay thì nghe nói về quê hay sao ạ? Dạ đúng rồi, về quê. Nay là bộ tóc khác hay là bộ tóc bữa hôm? Bữa hôm. Hồi nay thấy đen hơn này. Hả? Bữa về quê thì được mấy hôm? Về một tuần. À, là về quê chơi Tết, chơi thăm con hả? Dạ. Về là ở dưới đó người ta nói với chị như thế nào? Về dạ. Nhan sắc á, nhan sắc với hỏi là kết quả như thế nào rồi á, cái bú này kia á. Xíu nữa thì thông báo sau ha. Giờ thì trò chuyện xíu đi, đó là về dưới đó thì bác nhà khỏe không, mẹ chị á? Mẹ có nói gì không? Mẹ hỏi giờ lên đây là nó đi điều trị như thế nào rồi. Hỏi kết quả như thế nào rồi á. Mẹ có bất ngờ là trước đây mình có hai cái đầu vậy mà bây giờ là mất đi, mình đẹp cái lại không? Dạ có. Mẹ nói làm sao? Mẹ rất mừng khi thấy không có bú nữa. Nghe tin là dưới đó là giờ là nhiều chàng trai nộp hồ sơ dài để ứng tuyển làm rể đúng không? Hả? Vì xinh quá. Hả? Con gái thì nay sao? Có thấy mẹ vậy thì mừng không? Mừng. Ủa bữa hôm về thì về Tết là em mới lên lại hả? Dạ về lúc về một tuần đó, tới Tết Tây mới lên. Và hiện tại thì em đã có kết luận cuối cùng của bệnh viện U Bướu về cái khối u mà nó ăn vào phổi của em là như thế nào chưa?
là cái khối u nó ông nói là không có phải không có ung thư. Là sao? Nói rõ được không? Không không có ung thư. Không có ung thư. Dạ. Là không có ác tính hả? Dạ, không. Bửu lành tính sơ mạch. Bửu lành tính sơ mạch. Sơ mạch. Dạ. Là sao, là xét nghiệm là bác sĩ nói vậy hả? Dạ. Khi mà nghe tin đó thì em cảm giác như thế nào? Em rất vui. Rất mừng lắm. Dạ. Tại lúc bữa bệnh viện Bình Dương nói là bị ung thư di căn phổi, và bệnh viện đó bắt đầu em xét nghiệm rồi thử máu rồi chụp X quang này kia, bắt đầu bác sĩ nói là không có ung thư. Ừ. Chỉ có là bị tổn thương phổi, thấy nó đen đen nhưng mà chưa chắc là bị bệnh gì á. Bây giờ bác sĩ khẳng ra cho em chụp X quang CT á bên bệnh viện cơ sở 1. Ừ. Bây giờ chờ đợi. Nay là vết thương là lành hết rồi ha. Dạ. Nay đây từ trên xuống dưới là quần bó, áo bó giống như người mẫu luôn. Nay hát được chưa ta? Hả? Bữa đi Bình Dương hết. Hát hả? Hát hết được hai bài. Nay hát một câu được không? Hát một câu đi. Em gắn cho. Hát một câu đi, một khúc thôi. Rất là nhiều quý cô chú anh chị là muốn nghe giọng hát của cô ca sĩ, nữ công nhân hát hay hơn ca sĩ. Và lúc thời điểm đồng gặp đầu tiên á, chính chị Dinh là người chia sẻ rất là buồn khi mà người ta cứ gặp ngoài đời là cứ giống như là sợ sệt, cứ nói là người hai đầu Dinh ha. Là hôm nay thì đã thành nữ ca sĩ đẹp gái rồi, nữ người mẫu đẹp gái rồi, thì gửi tặng cho ông bà một câu hát đi. Dạ. Tuấn Tấn múa phù họa nhé. Rồi, 2, 3. Prohim ngay riêng sro lăng chất lửa tro chong lô pet ngay trong bê đô prai đa riêng rì so sang rôm cơ luôn ôn chàng lung pro tlay mơ môi trượt ngay đơn hai prai lênh bắn ta lời snai thân nào hô tê bóng bê ao chân ban ngầm bom sài khlân ngầm bro lâm tên lộp kèn ca y plơ tùm nôm bàn bì ru bắn tên nôm bóng lộm bơ con đa yom trừ tên lộp nơ sạp xin lời snai bong nơ tê na bong nơ tê na bong đánh mình lại phong đánh bong tơ bán cháo snai tốt ngày ba rô xe có chân ôn mình phải nhưng nơ miên khai công đó tưng bné. Wow, hay quá. Tấn mà khi nghe Tấn giả vờ như hiểu á, nhưng mà Tấn nó không hiểu gì hết á. Bài hát này là nó có ý nghĩa gì chứ? Hình như có anh đã từng nghe bài hát này rồi. Dạ, ý nghĩa là họ đã gặp anh này lần cuối á, anh nó có bị bệnh á, xong đầu ông mất đi, bỏ đi một cô gái. Là bài hát nó có ý nghĩa như vậy. Dạ. Mà so với đợt trước anh gặp em á, là thấy đợt này hình như có da có thịt hơn. Là vì sao, ăn uống được hay sao? Dạ, nói chung là em thấy uống cái thuốc anh cho đó, củ ngải đen á, nó ăn uống được nhiều và ngủ được dữ lắm. Ở đâu, lấy ra cho em. Này, uống hết chưa? Sắp hết rồi, còn mấy viên à? Đây. Quay à? Cũng... Lấy cái hộp luôn. Còn có mấy viên à? Ủa? Là... Uống cũng kiên trì á. Rồi, gần hết rồi. Nè, quý cô chú chị này. Rất là kiên trì nhá. Còn mấy viên là em kể từ ngày em uống cái sản phẩm ở bên anh gửi tặng em á, thì em có thể em chia sẻ thật nhá. Em không cần nói tốt về sản phẩm của anh đâu, em cứ nói thật đi. Phải là em nói thật, chứ là em chưa có uống thuốc này là em đi khám bệnh viện Bình Dương là nói bị ung thư á. Bây giờ em uống thuốc này rồi mà cuối cùng chứng đoán là không có ung thư, bởi vậy em nói là chắc là uống thuốc này mới hết ung thư cái gì. Chị Dinh nói là đi khám ở bệnh viện ở đây á, thì nói là bị bệnh ung thư. Dạ. Còn đi xét nghiệm ở trên thành phố á, thì bác sĩ nói là
không có bị bệnh ung thư. Dạ. Chắc có lẽ là uống thuốc này. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là uống mà thuốc. Từ khi ngày mà em uống thuốc này thì em có những cái biểu hiện hay là những cái gì em có thể chia sẻ được không? Là ăn uống được nhiều rồi, ngủ được nhiều rồi, và có sức, và cái chỗ cái viết thư em nó không có đau nhức gì hết. Là trước đó có đau nhức không? Có. Từ ngày nó uống mỏi, nó mỏi. Nó mỏi đây. Dạ. Là từ ngày uống là không còn nữa. Dạ. Thấy nó khỏe nhiều. Vậy là nguyên nhân vì sao mà có phải là sản phẩm này tốt hay sao mà em nhắn tin cho anh là nói em muốn lấy về bán cho bà con tăng cường sức dạ, khỏe con được rồi. Không? Là tại cái đó em nói thật hả? Em nói thật mà em lấy cái thuốc này em giới thiệu với dưới quê á. Bắt đầu ở dưới quê mấy bà già bà kêu nói là kêu uống như thế nào, nói là uống coi có sức khỏe rồi ngủ được, ăn uống được dữ lắm. Rồi bị tiêu đường này, da dày này kia. Và đau nhức mỏi. Mua cho mấy bà uống thử. Đã mua chưa? Chưa đâu. Nếu mà sản phẩm này tốt, em mà muốn để mang tới sức khỏe cho nhiều bà con và sau đó thì có thu nhập cho em nữa để ổn định cuộc sống thì anh với Tấn sẽ sẵn sàng hỗ trợ ha, hỗ trợ em. Ví dụ như sẽ đưa sản phẩm về cho em để giao tới tay những bà con ha. Dạ. Ngoài là mang sức khỏe đến cho bà con thì em cũng có một phần thu nhập trong đó là cái lợi nhuận đó, thì cái đó sẽ phần đó sẽ gửi không phải là gửi em mà là em sẽ hưởng phần đó để cho em có trang trải cuộc sống ha. Dạ. Giờ, hiện tại thì em uống vô thì những cái phần đau nhất của em đã hết chưa? Hết rồi. Lúc trước là em đau chỗ nào nhiều nhất? Nó mỏi đây. Mỏi ngay cái vai bên mổ. Giờ đau đây. Mà giờ thì thế nào đấy? Em cứ nói thật đi. Bây giờ thì bình thường. Mừng quá ha. Dạ. Rồi có tính lấy về bán thiệt không? Có. Thiệt hả? Là dạ. đại lý sản phẩm Cao Trung Sơn nữ ca sĩ hát hay hả? Hay là sao để tính là để cái thương hiệu gì? Này, uống gần hết rồi nè. Là ngày em uống mấy viên? Sáng mấy viên, tối mấy viên? 5 viên. Sáng 5 viên, tối 5 viên. Dạ. Sau ăn 15 phút. Dạ đúng rồi. Uống với nước ấm đúng không? Dạ. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Nếu mà muốn hiệu quả hơn quý cô chú chị ạ, là cái nước ấm á mình pha một xíu mật ong vô. Tại vì mật ong thì giúp là cơ thể hấp thụ tốt hơn. Đúng rồi. Ví dụ như tiểu đường thì không có pha mật ong, tiểu đường thì trước đây chỉ có bị dạ dày hay là cái gì cũng khó tiêu hay là này nọ. Không có bị đau bao tử thôi. Giờ nay thì uống vô thì thấy sao? Giờ hết rồi. Thiệt không? Hết rồi. Dạ có vậy. Bữa lần trước là em đánh răng là em ói hoài. Là nay đánh răng còn nói không? Không. Không, cái này thì chia sẻ thật, cái này thì Dinh giống anh nè. Đồng à. Đồng là bị trào ngược dạ dày. Và đau bao tử. Dạ. Là mỗi lần mà đánh mà để mình cả cái lưới cho sạch á, đúng rồi. Là nó buồn ói cực kỳ nó luôn, ói mà ói ra nước mắt trời, luôn dạ. á. Mà đúng từ rồi. Ngày uống sản phẩm này không còn luôn, em có công nhận điều đó không? Dạ không còn luôn. Dạ. Đánh không còn. Dạ, em cũng không còn luôn. Vậy là bao tử còn đau không? Không. Vậy là niềm vui á, chúc mừng. Còn cái này là Đồng tặng cho Tấn này. Đồng với Tấn tặng cho chị Dinh. Bây giờ mình tặng thêm cái nữa này. Cái này gần hết rồi. Tặng thêm hộp, đừng nói tặng thêm cái. Tặng thêm hộp nha. Dạ. Này, hôm nay là tặng hộp lớn. Cái hộp này là hộp nhỏ là 260 viên là 350.000. Còn cái hộp này là hộp bự là 600 viên lận là 900.000. Cái này là 450.000. Xin lỗi bà con nhé. Còn trên này có giá này. Có giá niêm yết trên hộp này. Đây này. Giá sản phẩm. Đấy. Là cái này là 260 viên là 450.000, còn cái này là 600 viên. Thì là 900.000, mình đúng mua rồi. Hộp lớn này mình có lợi được hơn 80 viên đúng mà rồi. Trong này thì bao giờ bên Đồng với Phạm Tấn cũng đóng dư cho bà con hết đó. Dư, ví dụ như 600 viên thì nó có hơn 600 để tặng bà con. Trong hộp thì có thể là bà con nào mà may mắn ha thì trúng 700 viên chẳng hạn, đóng giấy gửi và cái số đó là dư ra là gửi tới những bà con khó khăn may mắn. Đây tặng em nha. Dạ. Cái hộp này là 900.000 chứ không phải 900 đô đâu. 900.000, em cứ uống như vậy ha. Dạ. Ví dụ như em, mẹ em ở nhà có bị đau thì có, bây giờ mẹ nói là nếu cho thì cho bà bớt cho bà uống. Vậy ha, vậy hai mẹ con uống. Nếu mà cô bớt thì hôm sau gửi tặng em sau. Dạ, được bà không? Bị đau xương khớp á, đi dài. Đúng rồi, cái sản phẩm này là thứ nhất là hỗ trợ về đau nhức xương khớp này, thoát vị đĩa đệm, tê bì chân tay và thần kinh tọa. Ngoài ra còn hỗ trợ điều trị về là đau dạ dày này, trào ngược dạ dày. Và giống như Đồng với em Dinh đây đang bị đó là trào ngược dạ dày, mình mới có cảm giác ói vậy đó. Dạ. Mà trải dược cả ngày lâu mà không điều trị sẽ dẫn đến bị vi khuẩn HP thì rất là nguy hiểm.
mà từ ngày uống cái này nó êm cực kỳ và không bị ngủ dậy, không còn cảm giác đắng miệng nữa. Với lại là nó hỗ trợ về trĩ này, trĩ rồi những cái khối u á, giống như khối u của chị đây, nó sẽ đánh tan những cái khối u giống như u nang, u xơ và u biếu, u tuyến giáp, mà cũng giống như là nó sẽ ngăn ngừa cho mình những cái loại mà ung thư đó. Nó rất là tốt luôn á. Rồi em cứ cố gắng uống đi. Dạ. À, hôm nay thì nghe nói là có món gì tặng anh với Tấn hả? Có hả? Đó, đây có một món quà bất ngờ này. Món quà... cái này... Wow! Tấn phụ bê ra phấn. Để bất ngờ, chưa có quay liền. Cái này rất là lạ này. Món... hóng thì camera cũng hóng luôn. Đây, đây, đây. Trái này để anh đoán tên nha. Dạ. Rất là nhiều quý cô chú anh chị sẽ không biết trái này. Em cũng không biết luôn á. Em biết trái này trái gì không? Không, em không nhìn biết. Giống trái dừa không? Đúng, giống trái dừa. Nhưng mà nhìn thì giống trái dừa, mà nhìn giống quả cà tím không? Đúng rồi, cà tím hoặc vú sữa. Mà trái này là vú gì? Em có thể cho biết là trái này là trái vú gì? Có phải vú sữa không? Không. Có phải là cà tím không? Không. Có phải trái dừa không? Không. Rồi cốt cuộc là nó trái gì? Thốt nốt. Ủa, thốt nốt này là... Của anh được không? Được. Ý là anh thấy trái này rất ít nha, chỉ có tỉnh nào mới có. An Giang. Đặc sản An Giang. Dạ, rồi trái này thì ăn như thế nào? Là cạp ăn hả Tấn? Là... đúng không? Chặt rồi đó, nó có cái mũi nó ba mũi á. Một nước trái hả? Có ba mũi. Không có nước. Hả? À. Và thịt. Thịt đó. Ngon không? Ngon. Là cái này mình là ăn như thế nào? Là thịt dừa luôn. Như thịt dừa. Như cái thạch dừa. Dạ đúng rồi. Anh có sao không? Nó ngọt, cái thạch đó. Giống như cái trái dừa, trái... Đâu câu hả? Dừa nước không? À, trái gì nhỏ nhỏ mà tròn tròn đó. Nó giống vậy đúng dạ, không? Nhưng mà cái này nó bự hơn. Dạ, bự hơn. À, lần đầu tiên thấy trái thốt nốt này. Thốt nốt này thì chỉ hình như đặc sản của An Giang. Dạ. Giờ em mới biết luôn á. Ừ. Rồi là cái này là tặng cho anh đúng không? Hay là... đúng rồi, tặng cho... Đó, em có đâu, thật ra. Cuối cùng của ai? Cuối cùng của ai? Tặng ai, nói coi. Tặng cho ai? Cuối cùng của ai? Tặng cho ai? Dạ. Buông ra để cho anh Tấn cái này đi. Cho thấy dao động này. Cuối cùng cho phẩm tay đen là ngon hơn hả? Không, cái này nó ngon hơn. À, giờ ok. Để riêng đi, không thể là hớt nữa. Và nói chung là còn non thì anh nấu canh cũng ngon lắm luôn. Ngon nấu canh xương hay là canh thịt? Nấu canh xương á. À, vậy là nó ăn làm được thêm món gì không? Món là nấu canh xương thôi chứ. Ừ. Như mà chín thì mình làm bánh thốt nốt. À, vậy hả? Bánh bò thốt nốt. Rồi làm sao mà làm được nhiều món vậy ta? Dạ, nhiều món lắm. Vậy mà còn cái nước nó thì mình dạ, làm nay, được. Nay còn, nay nó hỏi nè, nay còn món bữa hôm không? Không. Ngon quá trời ngon. Ngon mà về ai ăn khoe ngon. Ngon. Ngon á. Ngon. Ngon. Nhưng mà hơi cay. Dạ đúng. Cay mới ngon. Hôm nay không còn hả? Không có chuẩn bị chứ. Không có chuẩn bị. À, nãy giờ thì cảm ơn Dinh, người con gái đã tặng cho Đồng trái thốt nốt. Bên này Đồng được nhiều hơn gấp đôi Tấn, tại vì chắc là Đồng sẽ được ưu tiên hơn vì do đẹp Đồng trai đẹp trai hơn. Đúng. Đẹp trai là có quyền đúng không Dinh? Không, giờ đánh giá thật cái hai người ai đẹp trai hơn? Anh chứ. Buồn Tấn. À, nói thế này nè, giờ thì Dinh đã trải nghiệm sản phẩm rồi, uống một hũ đó cũng được gần tháng rồi nhỉ, đúng không? À. Thì thấy nó tốt thì Dinh mà cũng muốn nhá ý là mang sản phẩm tốt tới cho bà con đúng không? Đúng rồi. Nếu mà Dinh mà uống không tốt thì Dinh có dám bán không? Không. Hả? Em là sản phẩm là em thử rồi mới em dám bán cho người ta chứ. Ý là mình uống dạ. Thử rồi đúng không? Đúng rồi. Giống như kiểu có kết quả như thế nào giống chứ. Giống như kiểu vua chúa hồi xưa là phải cho người khác uống coi có chết hay không rồi bắt đầu mình mới ăn phải không? Dạ, như là sản phẩm khác cũng vậy, là mình xài rồi mình mới dám bán chứ. Ừ. Chứ mình chưa xài làm sao mà mình nói với người ta là cái này tốt hay là không tốt. Giờ em ví dụ em đã uống rồi em sẽ trải nghiệm được là nó sẽ hỗ trợ cái điều trị những cái chứng bệnh gì cho em đúng không? Trong dạ. Cơ thể em đã cảm nhận được thì em mới giới thiệu được cho những người quen, trước tiên là những người thân mình sử dụng trước. Dạ. Đúng không? Chứ dịch sản phẩm muốn tốt thì em đâu có ngồi ý bán. Dạ đúng rồi. À, giờ thì em muốn bán đúng không? Em ai mua? Ai mà mua bên em á thì em cứ báo cho anh để anh sẽ gửi những cái sản phẩm xuống cho em rồi em giao cho cô chú đó. Rồi là cái anh chỉ lấy cái giá niêm yết thôi, còn cái lời thì em để cho em có trang trải cuộc sống. Tấn đồng ý không ta? Đồng ý. Được không? Dạ. Ai cho chị Dinh dạ. Là đồng ý. À, ai cho chị Dinh là cứ đẹp là được hả Tấn hả? Cứ đẹp là được, hát hay là được. À, hát hay là được. Thì hôm nay thì một ngày rất là vui. Vui vì không hiểu nguyên nhân vì sao, là có phải là do uống sản phẩm hay không thì Đồng cũng chưa kết luận được.
là khi mà ở dưới bệnh viện dưới này xét nghiệm nói là ung thư ác tính đã ăn vào phổi. Nhưng mà hiện tại, đến thời điểm hiện tại này, xét nghiệm ở U Bướu Sài Gòn là nói là không phải là u ác tính, mà là chỉ là lành tính, gì bướu sở mạch, bướu sở mạch. Và hiện tại thì khi nghe được tin đó thì cực kỳ vui luôn. Và thứ hai nữa là chứng đau sau vết mổ này, đau vai nhức này, trào ngược dạ dày, dẫn tới buồn ói này, và cái bao tử đau nhức xương khớp của chị Dinh đã hoàn toàn, nói hoàn toàn chưa đúng, đúng không Dinh, là đã giảm đi rất là nhiều. Nay thì có da có thịt này đó, bữa hôm gặp là nó hơi hốc hác nhỉ, nay là hơi năm mươi mấy, bây giờ 53 rồi. Bữa hôm gặp hơi hốc hác, nay gặp lại thì hơi phốt phát. Dinh thì một lần nữa thì có gửi lời gì đến những quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng Dinh trong thời gian qua? Dạ em cảm ơn quý kênh của hai anh Thay Giáo Đồng với anh Tấn, với cảm ơn cô bác anh chị trong kênh của hai anh rất nhiều đã giúp đỡ em từ đầu tới giờ. Chúc mỗi người nhiều sức khỏe và bình an. Rồi, rồi mình bê cái này lên để ăn mừng đi. Vô. Đấy. Để em chụp hình cái. Dạ. Xin chụp hình. Xin chụp hình ha. Rồi, chụp hình luôn, quay dài luôn không? Cho chị chụp hình luôn đúng không sao? Đây. Rồi. Ok chưa? Đẹp không? Ok. Ở trong hình ai đẹp hơn ai? Em đẹp nhất. Thầy Giáo Đồng là đẹp rồi. Thầy Giáo Đồng là đẹp rồi. Rồi, thì chắc lại đây để mình chào quý ông bà cô bác. Thôi chụp em cái đi. Đó trên đó có rồi. Có rồi. Chụp hả? Dạ chụp trong máy hả? À chụp trong máy hả? Rồi lát nữa thì cho lát nữa thì cho em cái camera. Tay tay anh Đồng dài, anh Đồng chụp đi. Nè quay lại. Dạ đúng vậy. Chụp xong nắm nút tắt nguồn luôn. Nắm nút nào? Dạ. Đó. Đó, rồi ok. Rồi thì một lần nữa thì thay mặt chị Dinh thay giặt những hoàn cảnh khó khăn thì hôm nay Đồng tới đây, thứ nhất là để xem chị Dinh uống sản phẩm Đồng về Tấn gửi tặng như thế nào. Thì chị Dinh đã chia sẻ thực tiễn, những lời này là lời chia sẻ thật của em đúng không? Dạ đúng. Anh rồi. Có kêu em nói vậy không? Không. Chia sẻ thật. Tại vì quý cô chú anh chị cũng biết rồi, những người đồng bào, những người bà con miền Tây thì chất phác có sao họ nói vậy đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì một lần nữa thì chúc Dinh thật nhiều sức khỏe, chúc cho Dinh thì thời gian tới sẽ, sản phẩm sẽ được nhiều bà con ủng hộ ha. Dạ. Để có thu nhập trang trải cuộc sống và điều trị hết căn bệnh của mình. Chúc cho quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thì thật nhiều sức khỏe. Chúc cho những quý cô chú chị đang sử dụng sản phẩm bên Đồng và Tấn thì sẽ tìm được đúng thuốc ha, đúng sản phẩm để có thể mang lại sức khỏe cho quý cô chú chị nhé. Đồng và Tấn và chị Dinh thì mến chào quý cô chú chị.